định là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, chuẩn bị có nhà riêng ở Hóc Môn. Ngon nha, bên đây là có hồi môn ngon rồi nha. Quan điểm cô gái thì đã từ đầu đã như vậy rồi. Đúng rồi, em cũng có cảm nhận là cô nếu cô ấy bấm nút thì cũng chưa chắc là bậy à. Là bậy à, đúng rồi. Nói chung là các Tường và Quyền Linh làm hết cái khả năng của mình thôi, còn có quyền quyết định cảm nhận cũng là do những cái người họ ngồi trên đây họ cảm nhận. Cặp đầu tiên chưa có duyên, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mang, mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Dạ. Anh chào anh Quyền Linh, chị Tường, anh Tào, toàn hữu khán giả. Dạ, bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Dũng, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh mình. Mời bạn nữ. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, anh Dũng và các bạn khán giả. Rồi chào bạn. Em là Thu Hoàng, năm nay em 25 tuổi, em đang làm nhân viên may mẫu của công ty Gamex Sài Gòn ở Gò Vấp. May mẫu tức là may những cái mẫu quần áo đúng không? Dạ, may mẫu quần áo. 25 tuổi. Dạ. Rồi, Hoàng có thể giới thiệu thêm một chút xíu nữa về mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm yếu là em không biết chăm sóc bản thân. Tức là khi em buồn hay là lo lắng một điều gì đó thì nó hay bị lún sâu, em thường hay mất ngủ và bỏ ăn. Vậy là không được rồi, mình phải chăm sóc bản thân của mình chứ. Em sẽ cố gắng khắc phục ạ. Còn điểm mạnh của mình? Điểm mạnh em có tính tự lập rất tốt và nấu ăn cũng ok ạ. Nấu ăn cũng được. Rồi, thế bên kia sao? Bên đây điểm mạnh điểm yếu thầy nói luôn. Điểm mạnh thì không em chẳng có gì, chỉ có là khiêm tốn thật thà dũng cảm. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Dạ. Rồi điểm yếu là hơi nhút nhát. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? À, 2 mối tình vậy. Bây giờ mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Thì một người là nhất là biết chăm lo gia đình. Vì em là con một, em muốn tìm người vợ là chăm lo ba mẹ em. Ba mẹ mình đang ở đâu bạn? Dạ ba mẹ ở quê nhà Củ Chi chị. À bây giờ bạn lập gia đình là vợ bạn phải về làm dâu hả? Dạ. Em có chịu làm dâu không? Dạ em làm dâu được ạ. Chà, cái tướng như vậy mà làm dâu nữa không biết làm sao mà nha. Củ Chi bạn thấy có xa lắm không? Em xác định là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, chuẩn bị có nhà riêng ở Hóc Môn. À em có nhà riêng rồi? Dạ không, chung cư ạ. Tức là em sắp chuyển tới ạ. Rồi chúc mừng em. Ngon nha, bên đây là có hồi môn ngon rồi nha. Cái đó là của em tự làm ra đúng không? Tự lập đấy ạ. À giỏi giỏi, rất là giỏi, rất là ngưỡng mộ em. À vậy chị hỏi một câu nữa, nguyên nhân tại sao em ế? Vì thời gian em dành cho công việc và phụ gia đình, nuôi hai em học. Bây giờ hai em đã học thành tài hết chưa? Một em ra trường rồi và một em đang học năm 2. Bây giờ muốn thật sự muốn lấy chồng dữ lắm chưa? Muốn thì muốn lấy chồng rồi nhưng mà em phải tìm hiểu cỡ 1 năm 2 năm thì mới tiến tới hôn nhân được. Em muốn người chồng mình là người như thế nào? Về tính cách thì anh là người phải có hiếu với bố mẹ và biết tự chăm sóc bản thân mình. Thế điểm nào em không thích ở người bạn trai? Em không thích nói quá nhiều, với bên ngoài thì không thích nhuộm tóc. Mới lại chạy xe máy mà chạy phóng nhanh vượt ẩu, em ngồi sau em chạy giận. Ủa có chạy chạy xe, có lạng lách, có đua xe không bạn trai? Dạ không chị ơi. Gái rất là tự lập thì bạn trai cảm nhận như thế nào về điều đó? Em hơn tuổi, 26 tuổi mà bây giờ chỉ nghề nghiệp ổn định thôi chứ chưa khả năng mua nhà thì bạn gái rất là ngưỡng mộ. Mình đang nghĩ tới tương lai thế nào nếu như mà lập gia đình? Hai vợ chồng sẽ làm gì để phát triển kinh tế? Phát triển kinh tế hiện tại em đang làm ở quận 3 thì cũng đang làm việc bình thường thôi. Còn gia đình em thì nuôi bò sữa Củ Chi. Thì nếu mà quê nhà nuôi khuyến bò chắc cũng được. Cũng được, nuôi bò sữa cũng tốt mà. Dạ. Cái nghề nuôi bò sữa phát triển nhanh lắm mà. Dạ. Ngoài những lúc rảnh rỗi bạn làm gì? Chỉ có nằm nghe nhạc, đọc sách không ngủ. Nghe nhạc là nằm ngủ thôi. Chà, cũng hơi tự kỷ lắm nha. À, chào bạn. Bạn bên đây cũng rất gọn gàng, rất là công chức ha. Kế toán mà tính kỹ càng lắm. Bên đây lo cài quá. Lo cài quá, cố gắng bên đây phải đưa về uống sữa bò thêm mức. Nói chung là phải chăm sóc. Tình yêu cũng vậy, chăm sóc nó phát triển lên ha. Dạ. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Dạ, có em gái và bạn ạ. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và chào khán giả. Em tên là Lan, là em gái của chị Thu Hoàng ạ. À, bình thường trong nhà chị là người như thế nào? À, nói với chị em thì chị em rất tuyệt vời ạ. Nói chung là lo cho các em từ nhỏ đến lớn, nói chung là rất tuyệt vời ạ. Chị cũng nghĩ vậy. À, nhưng mà rồi em thấy anh cái bên đó là sao? Ban đầu em cảm nhận thì cũng được, còn về tính cách và cảm nhận là do chị em. Rồi, chị mình trai. Lo cho mình nhiều rồi ha. Bây giờ phải có mái ấm gia đình riêng ha. Có một mình Điền mình để chị Cát Tường trò chuyện với em kìa. À, chào chị ạ. Tú nhỏ bụng bự vậy.
Ngồi nhiều quá chị, nhiều nên nay dồn chứ. Có nhậu nhẹt gì dữ không? Dạ cũng có, nhưng ít thôi. Bây giờ bạn ấy có cái chung cư ở Hóc Môn. Dạ. Rồi lấy nhau về, thí dụ như là... Ở đâu? Ở đâu? Em thì ở đâu cũng được. Hóc Môn cũng được, vì Củ Chi hai bên gần nhau. Chắc tiện đi qua đi lại có nửa tiếng hả chị à? Về chung cư nuôi bò. Dắt mang bò sữa về phòng mới nuôi. Rồi, thôi bây giờ để cho hai bên nhìn nhau đi. Rồi, kéo màn lên cho hai bạn ấy gặp nhau đi. Phải chăm sóc bản thân kỹ chút nữa nghe không? Dạ. Nhớ sao mà lo bò sữa, sữa bò uống là được rồi. Bắt đầu. Chào em. Dạ, chào em. Quê em ở đâu vậy? Quê em ở Thanh Hóa. Em vào đây lâu chưa? Em vào 6 năm. Có làm bài thơ tặng bạn đó. Đọc luôn đi. Chiều nay nghe gió mùa đông thổi, gió lạnh ùa về có mái tóc bàn tay. Chắc năm nay mùa đông đã về vội, nên nhủ lòng phải kiếm gấu thôi. Dạ, cái này em mới làm thôi ạ. Thấy gấu đó được không? Dạ, được ạ. Đạt chuẩn ạ. Bạn trai cảm nhận về bạn gái làm sao? Chung là ngưỡng mộ em quá, rất là tuyệt vời. Cố gắng thêm giỏi. Có cải thiện vóc dáng được không? Sống quá. Sống quá. Thấy sao? Dáng ốm giờ chuẩn rồi. Ốm mà ốm chuẩn mà. Ốm chuẩn. Rồi bạn trai có tiêu chuẩn gì không? Em hâm mộ Huỳnh Hiểu Minh. Mà anh thì cũng đẹp trai cả Huỳnh Hiểu Minh rồi. Nên là có tiêu chuẩn đẹp rồi. Yeah. Còn có 30 giây thôi đó. Sao thuyết phục cho người ta đi, người ta hẹn hò với mình. Em thấy em cười, hôm nay nụ cười của em rất là đẹp. Cảm ơn anh. Anh đã chọn cô độc thời gian dài để chờ một tình yêu đích thực. Bây giờ tình yêu đó có lẽ sẽ sắp đến khi anh gặp được em ngày hôm nay. Hay. Nói phải vậy mới hay. Quá hay. Cô gái đáp lại liền, nói liền. Trái tim đập liên hồi ạ. Liên hồi. Anh hát một câu gì đó tỏ tình đi. Anh hát được không ạ? Em rất muốn người mà trai hát được chứ bù lại em à. Vậy em biết. Em biết là bài Nợ Duyên không? Dạ biết ạ. Rồi. Nhưng mà đừng nói em song ca nha. Em hát song ca với anh. Em hát là ở đây thành thảm họa của chương trình. Dạ hát đi. Thì hát trước đi. Hoạt động tấm lòng thôi. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xiên sau. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cũng được chuyện cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là xa. Em lên rồi ạ. Sẽ bị đôi hẹn mơ nhanh lắm. Đó vậy là quá dễ thương rồi. Rồi hát nữa. Dễ thương rồi, dễ thương rồi. Giờ quyết định bấm nhiều chút cho mập nha. Nhớ nha, xuống Củ Chi phải uống sữa nhiều vô. Có muốn ba nụ cười đó thuộc về mình hay không? Có muốn mỗi buổi chiều chở sữa bò từ Củ Chi xuống hay không? Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ba tiếng đếm sẽ biết được điều đó. Một. Hai. Ba. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay bạn gái một cái coi. Đúng là có nụ cười rất là dễ thương, rất là đẹp. Nhưng mà chị ơi, chưa nhớ chăm sóc bạn gái chút xíu nha. Nhiều vô chút nha à. Cưng. Thôi được rồi, có nhà rồi, bớt bớt làm đi. Bây giờ anh là phải làm. Dạ, em đang làm á. Chăm sóc cho bạn gái nghỉ ngơi, em uống nhiều chút. Những cái vé xem phim của chương trình. Dạ. Chúng ta sẽ có điều kiện để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, đây thay mặt cho chương trình tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, chúc hai bạn sẽ nhanh chóng báo tin vui cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúng ta nắm tay đi xem phim nữa các bạn.